Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Thuận TV nhá. Và hôm nay mình vừa nhận được một hộp hàng của một anh gửi từ Lý Nhân Hà Nam lên. Cây này thì là hộp này là mình một hộp gọi là hộp quà, nhưng thực ra cây này là máy để phá sửa màn iPad, nền màn của iPad Air 2. Đó, không biết là hộp quà gì đây. Đấy. Ok, đóng gói rất là cẩn thận nhá. Đó là một hộp hàng đóng gói rất là cẩn thận và bao bì được đóng. Và anh này chắc cũng hay dùng đồ AO các kiểu đấy. Đây là một cây iPad gửi lên cho mình vừa nhận sáng ngay xong nhá. Ok anh em. Thì cái cây này thì mình sẽ phá cây này để làm cây này là cây để mình cây này là sửa iPad nhòe màu nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi ok. Khi mình test thử cắm sạc vẫn lên và hiện tại đang không lên gì nhá. Thì cái cây này mình sẽ bóc cái kính cường lực ra để xem nó như nào. Mình test bằng cách mình bóc cái này cường lực ra nhá. Bóc cường lực ra nhá. Và nhớ bật nhiệt và nóng nhiệt lên để nó làm việc cho dễ nhá. Ok. Đó. Và các bạn nhớ giúp mình có thêm một miếng như này nữa để lách cái màn hình. Là ok. Cái này anh này dùng cũng lâu lắm rồi. Kinh quá. Wow. Gửi cái này gửi từ Lý Nhân Hà Nam lên. Ok anh em. Và mình cần thêm một chiếc dao lam nữa. Cái dao dao mổ lợn được. Con dao dao. Các bạn cần thêm một chiếc dao mổ lợn nữa thì ok hơn. Dao này này, dao cạo râu này. Vẫn kêu nhé. Và hiện tại màn thì đang không lên gì. Và mình sẽ đen xì nhá, màn đen xì không lên gì. À, cây này. Cây này khi mà mình lách vào này là mình đã biết cây này đã sửa rồi. Không cần phải nói gì, mình đã biết cây này một là sửa, hai là thay màn rồi nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Mình kiểm tra rất là khéo nhưng mà mình chỉ cần mở phát là mình biết là cây này đã làm gì rồi. Nếu mà zin ấy, các bạn dùng zin máy mà zin đến 10 thì các bạn sẽ không thể lách được như cái cách mình vừa lách ấy. Đúng không ạ? Đấy, không thể lách được như vậy như này. Mà lách nó chỉ được một tí một thôi. Cây này chắc chắn là sẽ sửa nhòe màn hoặc làm bất kỳ một điều gì đó. Hoặc là thay màn rồi. Thay màn đã tháo màn rồi. Nên là đó là cái cách mà mình chỉ cho các bạn. Đó, ok. Cây này các bạn biết làm gì không ạ? Cây này là cây màn zin. Nhưng mà đã sửa hiển thị rồi. Cái này sửa hiển thị rồi anh em nhé. Ok, cái này là sửa hiển thị rồi. Ok anh em ạ. Thì mình sẽ tháo ra để mình xem. Cái này mới thay pin. Ok chưa? Để test nó dễ dàng nhất thì các bạn khi mà anh khách hàng mình sửa lên thì bảo cây này đang bị lỗi màn. Nhưng với mình phải test cho nó trọn bộ đã. Thì mình sẽ test cái màn trước đúng không các bạn? Mình sẽ tháo cái màn này, cái men này ra trước để cách ly cái chân pin ra đã. Cách ly chân pin ra để chống chập màn này. Ok chưa? Xong mình test này. Đấy, ok. Xong mình sẽ lấy một cái màn ở đây. Đó, đây là một cái màn. Màn này là màn sửa nhòe màn. Rồi ok. Thì mình sẽ lắp vào cái cây kia để mình test xem là nó còn sống hay là đã chết đúng không ạ? Khi mà biết nó còn sống hay đã chết thì bắt đầu mới làm việc tiếp được đúng không? Đó, giống như cây này. Mình sửa cho khách.
thì mình khi mà mình lách vào đây, đấy nhá, lách đây nhá, xong rồi mình thoát ra. Đấy là cái cách, các quy trình mình thường thường mình sẽ phải test máy là như vậy. Và các bạn không có đồ test thì nó rất là vất vả. Đó, mình sẽ đóng vào đây và mình mượn cái cụm của cái cụm này nhá, xong mình sẽ đóng vào được không anh em? Rồi mình sẽ bật lên thử xem. À ok anh em ạ, lên đấy. Vậy thì với chiếc máy này, cái màn này, thì do cái màn này của chúng ta đang bị lỗi, vậy thì mình sẽ phải nghiên cứu từ cái màn này. Cái màn này thì sẽ có hai IC chính và vài chiếc IC phụ. Mình sẽ phải cạo bỏ cái này ra để mình nghiên cứu xem nó như nào. Ồ, chiếc này vẫn là còn iOS rất là thấp nhé mọi người nhé. Còn iOS rất là thấp. Đó, ta sẽ phải tách. Vậy thì ta phải khám phá cái cổ cáp này ra. Vậy thì ta phải để đây nhá. Chúng ta sẽ nhỏ cồn vào để chúng ta tách cái cổ cáp này ra. Đó, thế thôi. Chúng ta tách cái cổ cáp này ra xong bắt đầu chúng ta sẽ làm tiếp. Nó sẽ nhanh thôi. Các bạn nhỏ cồn một cái mức độ vừa đủ vào đây thôi. Để mình tách cái cổ cáp này ra. Với mình thì tách ra rất là dễ và nhanh. Với những cái bạn chưa quen thì nó tách rất là khó. Mình có rất là nhiều cái video để sửa cái màn iPad Air 2 này rồi. Các bạn có thể xem rất nhiều video hướng dẫn để sửa chiếc này. Đấy, mình tách nó cũng chỉ mất có khoảng 2-3 phút thôi. Các bạn nhớ phải để thêm vào nhiệt nóng nữa nhé. Đấy, để cho nó tách ra dễ. Ok, các bạn nhìn thấy không? Từ 6 phút lên 8 phút là tách 2 phút là đã được cái cổ cáp ra rồi. Đúng không ạ? Đúng chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy mình tách rất là dễ đúng không ạ? Chỉ cần tí cồn thôi. Đó, ok chưa? Tách cái cổ cáp này ra. Tách cổ cáp, sau khi tách cổ cáp ra xong thì anh em lau cái cổ cáp ra cho mình. Đấy, lau sạch đi. Và cồn lau sạch đi nhá. Ok. Ok, mình sẽ di chuyển sang cái chỗ mình ngồi làm. Sau khi di chuyển sang chỗ mình ngồi làm thì các bạn cần có một cái tẩy C, cái này dịch vào trong này một tí. Các bạn cần giúp cho mình nhá. Cái bàn này đẩy xa càng tốt. Rồi ok. Điều mà các bạn cần làm thì là cái chỗ làm ấy, các bạn nó phải thoáng. Các bạn nhớ ấy, một điều cho mình là phải thoáng nhá. Lúc mình là phải thoáng. Thoáng và bị phải đẩy nhiệt đi, không được giữ nhiệt lại. Không được om nhiệt nhá, om nhiệt là hỏng. Các bạn làm thì không được om nhiệt. Ok chưa? Vậy thì mình sẽ lấy một cái vỉ này để đánh nhiệt nó ra. Khi mà đánh nhiệt ra thì các bạn cần có khò. Nhiệt của các bạn làm thì nó rơi giúp mình là khoảng 300 nhé. Nhiệt đục khoảng 300. Nếu mà yếu, cái nào yếu hoặc là căng thì các bạn có thể yếu cái súng khò của bạn yếu thì bạn cho 320. Còn khò mà khỏe thì các bạn cho mình vào khoảng 300 đến 300, 280 đến 301.
Đấy là tùy các bạn, và mỗi người làm thì mọi người có cảm nhận nhiệt và IC ra khác nhau. Và trước khi các bạn làm thì cần có một cái cổ cáp khác để các bạn có thể test được nhiệt. Các bạn có thể test nhiệt giúp mình nhé. Gió đẩy nữa các bạn cũng cần phải có gió để đẩy, để test nhé. Các bạn nên để gió 3 hoặc gió 4. Với mình thì mình làm để gió 2 quen rồi, gió 2 là hợp lý. Nhưng các bạn cũng cần có thể gió 3, gió 4. Nếu mà ai làm quen tay, nhanh tay đẩy gió 3, gió 4. Mình thì gió 2 và gió 3. Tốc độ của mình thì làm quay video hơi chậm, thì mình nên để gió 2, gió 2 hoặc gió 3. Gió nó là nơi để thúc đẩy nhiệt đẩy vào cái chỗ mà các bạn làm. Các bạn cần phải gió, biết được gió nhé. Với mình đấy, các bạn nhìn khi gió vào chỉ có mấy giây là nó đã khò, nó bung được cái vòng của con IC ra rồi. Và khi các bạn khò, các bạn nhớ là cho nhiệt vào chân IC để các bạn làm. Theo các bạn biết là các bạn cũng đã có biết là hai con IC nào rồi đúng không? IC thì các bạn làm được ra. Các bạn nhớ làm giúp mình khò đều tay nhé. Khò đều tay ra, bao giờ cảm thấy IC nhũn thì các bạn gấp ra và các bạn làm. Làm cái này IC các bạn đừng có manh động quá nhé. Nó đủ nhiệt thì nó sẽ tự giúp các bạn nó đẩy gấp, nó thể gấp được ra. Nhớ làm từ từ đấy nhá. Rồi khi các bạn được một bên rồi thì các bạn sẽ làm thêm sang một bên này giúp mình. Buộc phải làm 2 IC nhé. Làm 2 IC là mới thành công được. Nhiều cái thì các bạn làm 1 IC cũng được, mà 2 IC theo mình thì mình khuyên các bạn làm 2 IC.
bạn làm này thì có hai cái lồng đấy, hai cái lồng sắt thì các bạn khó tung hết ra cho mình nhé. Ok, vừa nãy mình đang làm thì có người gọi. Ok, và sau khi mình khò tung cái này ra thì mình sẽ làm cái bên này tiếp. Thì các bạn làm cần phải khéo léo nhé. Hiện tại cái màn này lúc nãy mình nhận là đen xì không lên gì. Nhưng mà với bàn tay của mình làm thì các bạn sẽ chờ kết quả khi mà mình làm nhé. Chưa biết điều gì xảy ra nhưng mà vẫn phải cố gắng làm cho làm sao có tuyệt vời nhất. Ok, sau khi mình khò cái con đấy xong rồi mà không biết là thành công hay không, nhưng mà sau khi cài xong rồi mình cũng hy vọng nó sẽ lên và mình có tiền. Anh em chúc mình phát nhé, có tiền phát nhỉ. Nhìn này là biết ngọt rồi, không lên gì, không lên đẹp luôn anh em ạ. Không lên đẹp luôn anh em. Đó, mình gấp con bên này sao. Gấp vào xem đây. À. Ôi giời ơi, khách hàng của tôi. Cổ cáp này chết thì. Khách bảo nó nhằng. Thế này thì lúc lên lúc không. Ui. Cũng lên 68%. Thế này thì thế này là gần được đấy anh em. Anh em chờ tôi tí nhé. Ok, sau khi tôi sửa con này rồi, đóng lại một con này nữa rồi, và các bạn chờ kết quả với tôi. Thông báo anh em là vừa nãy em xin được nợ 3 triệu, mừng rơi nước mắt. Và trong các bạn cũng vậy, ai thấy kiếm được nợ tốt nhất là không nên vay nợ một bất kỳ một điều gì nhé. Ok, mọi người muốn sống tích cực hơn thì mọi người có thể kết bạn vào những bạn bè của mình nhé. Những cái bạn nào mà mình đã kết bạn trên Facebook ấy, là ai có thể kết bạn trong đấy, bởi vì cái bạn ở trên Facebook của mình ấy đa số là chủ doanh nghiệp rất là nhiều, hoặc là những người sống tích cực chủ yếu là chủ doanh nghiệp rất là nhiều, nên là mọi người kết bạn nhé. Có những ảnh chụp chung với mình thì mọi người nên kết bạn hết, vì đó là toàn chủ doanh nghiệp thôi, nên là mọi người để ý. Và tất cả những cái comment của mình ấy, những người mà hay comment ấy, mọi người sống rất là ý nghĩa nên là mọi người cũng chịu khó kết bạn với họ. May mắn, nếu mà may mắn họ sẽ chỉ cho bạn một điều gì cũng là giúp bạn kiếm tiền rất là tốt. Đấy là may mắn thôi. Được rồi này. Mình sửa được rồi nhưng mà nó vẫn bị
cái một cái lỗi gì đâu này. Có thể là chưa được lỗi gì gì đó. Đây các bạn thấy không? Sửa. Ui. Kinh không ạ? Các bạn thấy mình cao thủ chưa? Được không ạ? Lấy tiền không phải là dễ. Đấy, mà nó còn đang bị sọc sọc này. Nó đang yếu phôi. Đấy, nó đang yếu phôi nhá. Đấy, vẫn chưa được đâu anh em nhá. Nó đang bị yếu phôi. Tháo ra dã cho phát nữa. Ok, cảm ơn anh em nhé. Anh à? Dạ. À, lấy cái 7 pha lút đúng không ạ? À, 7 giờ. Không thể sửa đấy. Đấy, anh em nhìn chưa? Khó lại phát nữa. Phát lại không biết là thế nào. Đấy. Đấy, anh em nhìn chưa? Khó phát này. Ấn ấn này mà. Đấy, vẫn bị sọc nha. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ do cái chân cảm ứng đóng thiếu nên là nó không được. Đây là đóng lại. Bạn chờ một xíu nhé, các bạn chờ này. Sau khi đóng cái này chỉ cần lỗi một xíu là các bạn biết liền ngay. Rồi sau khi đóng cái này nhá, các bạn bật này lên. Đấy. Đóng lại giúp mình cái chân cảm ứng. Đóng rồi, vẫn bật lên. Màn nó vẫn hơi sọc, màn nó vẫn cảm giác nó hơi yếu yếu. Thì mình sẽ phải sửa lại thêm về cái cây đấy một thiếu nữa. Đấy. Tạm thời như vậy là cũng thấy ok rồi đấy. Đấy, ok. Được chưa anh em? Đi xe là hơi yếu yếu và phải sửa lại tiếp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Có tiền rồi. Bye bye.